Virus corona có thể đã xuất hiện hơn 3 tháng trước rồi và sẽ trở thành thảm họa trên toàn cầu với tốc độ bùng phát rất nhanh. Đó là những gì tôi giả thuyết trong khi dùng kinh dịch để luận. Có thực sự virus corona mới chỉ xuất hiện từ đầu tháng 12 năm 2019 hay không? Số người nhiễm bệnh cũng như số người tử vong có đúng như những gì chúng ta biết theo dõi trên truyền thông hay không? Và khi nào thì thế giới dập tắt được đại dịch này? Cũng như là bao nhiêu người sẽ tử vong vì con virus này? Đó là câu hỏi mà tôi tự đặt ra, cũng giống như câu hỏi của bao nhiêu người. Vâng, xin chào tất cả các bạn đến với video hướng dẫn học kinh dịch theo dòng sự kiện. Nhắc đến kinh dịch thì nhiều người thường quy chụp rằng đây là một hình thức bói toán mang tính chất mê tín dị đoan. Thế nhưng bản chất của kinh dịch chính là nghiên cứu về thiên địa nhân dựa theo quy luật và sự vận động tồn tại vốn có. Đó là những triết lý mang tính khoa học và duy vật sâu sắc. Cho nên các nhà khoa học vẫn chưa có một công trình nào chứng minh rằng kinh dịch chứa đựng triết lý thiếu căn cứ. Ngược lại thì kinh dịch được xem như một kho báu tiềm ẩn, một kho báu bí ẩn mà người Á Đông cổ đại đã khơi nguồn dựa vào những sự quan sát từ vạn vật. Từ xưa, cổ nhân như Khổng Tử hay là hậu sinh Gia Cát Lượng, Khổng Minh đã áp dụng kinh dịch vào cuộc sống, vào quân sự cũng như dự đoán vận mệnh của con người, vận mệnh của quốc gia hay vùng lãnh thổ, và cả để dự đoán thiên tai hay bão lũ bệnh dịch nữa. Và ngày nay thì rất nhiều người mong muốn được tôi chia sẻ lại những kiến thức về kinh dịch mà cá nhân tôi qua thời gian dài nghiên cứu trải nghiệm. Do kinh dịch thì quá rộng lớn mà không chỉ đơn giản như mấy môn huyền học về nhân mệnh mà các bạn thường biết như tử vi, tứ trụ hay phong thủy. Mà cái bao la của 64 quẻ dịch nó bao trùm vạn vật. Để cho các bạn dễ hiểu cũng như dễ nghiệm lý thực tiễn thì từ nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cũng như chia sẻ kinh nghiệm của mình qua những áp dụng thực tế về kinh dịch và đời sống theo dòng sự kiện, cũng là để các bạn dễ hấp thụ kiến thức hơn cũng như tôi có hứng chia sẻ truyền tải hơn về bộ môn này. Thưa các bạn, cả thế giới đang quan tâm đến sự bùng phát của đại dịch viêm phổi Vũ Hán bắt đầu giữa tháng 12 năm 2019. Thì tại thành phố Vũ Hán, miền Trung của Trung Quốc, khi một nhóm người viêm phổi không rõ nguyên nhân được liên kết chủ yếu với những người buôn bán làm việc tại chợ hải sản Hoa Nam, nơi bán động vật sống. Các nhà khoa học Trung Quốc sau đó đã phân lập được một loại coronavirus mới và WHO ký hiệu là 2019-nCoV. Và cho tới thời điểm hiện tại, ngày 31 tháng 1 năm 2020, theo truyền thông Internet thì đã có hơn 9.356 người nhiễm virus và 213 người tử vong. Con số này đang tăng lên chóng mặt theo từng ngày, thậm chí từng giờ. Và rất nhiều người tò mò có, hoang mang có. Họ đề nghị tôi chia sẻ kiến thức cũng như là lên một quẻ dịch dự đoán để nghiệm lý cũng như là học thuật về vấn đề này dưới góc nhìn của huyền học, của kinh dịch. Trước khi lên quẻ dịch này thì tôi nhắc lại, virus corona khiến con người ta bị bệnh viêm phổi cấp. Chúng ta cần phải biết thì trên cơ thể ngũ hành kim, phổi chính là ngũ hành kim, cho nên tôi lấy bát quái càn làm thượng quẻ, hay còn gọi là ngoại quẻ. Hơn nữa, đại dịch virus corona không còn chỉ là mối lo ngại của riêng Trung Quốc nữa, mà là nỗi lo ngại của toàn cầu, cho nên quẻ càn tức trời làm thượng quái càng có phần thêm chính xác hơn. Và đại dịch bắt đầu bùng phát ở thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc, đó là thành phố Vũ Hán. Tỉnh Hồ Bắc này thì nằm ở phía nam của Trung Quốc, cho nên tôi giả thiết lấy bát quái ly hỏa làm nội quái, bởi phương nam thuộc ly hỏa tạo nên một quẻ dịch. Sự kết hợp giữa càn ở trên và ly ở dưới tạo nên quẻ dịch thiên hỏa đồng nhân, và đây chính là quẻ dịch số 13 trong kinh dịch. Lấy Vũ Hán làm tâm điểm cũng như là trung tâm của đại dịch thì chúng ta đã biết Vũ Hán là thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc và có đơn vị cấp huyện là 13. Các bạn đã thấy sự trùng hợp đáng ngạc nhiên của con số 13 này chưa ạ? Và chúng ta lấy con số 13 này chia cho 6 hào quẻ dư 1, ta được quẻ thiên hỏa đồng nhân động hào 1. Và quẻ biến sẽ là quẻ thiên sơn độn. Và với giả thiết như quẻ dịch này ứng nghiệm thì chúng ta sẽ khai thác được một số thông tin như sau. Thứ nhất, về nguyên nhân và thời điểm bắt đầu đại dịch ạ. Về nguyên nhân thì quẻ thiên hỏa đồng nhân tượng quẻ là tiên nhân chi lộ, báo hiệu một sự việc buộc phải xảy ra do ý trời, hoặc do một người ở trên cao chỉ đạo, ví như trên trời vậy.
hay một nhóm người có quyền năng tối cao, có kế hoạch chỉ đạo tạo ra sự việc. Vâng, và bốn chữ tiên nhân chi lộ thì cổ nhân đã phần nào nói lên điều đó rồi ạ. Hoặc chúng ta có thể hiểu một cách mơ hồ là loại virus này từ trên trời rơi xuống cũng được, ví như sự xuất hiện trong không khí hoặc virus này xuất hiện sau cơn mưa. Và vì ứng lâm vào hào 6, hào 6 là hào trên cùng, nên giả thiết virus này từ mưa, từ khí hậu cũng không có gì là sai. Tuy nhiên, tùy mỗi người một cách luận, có một giả thuyết khác là mầm bệnh virus corona này có thể bắt nguồn từ sinh vật trên trời, đối tượng biết bay, nó ứng với quẻ càn ạ. Liệu rằng đây có phải là một thế lực nào đó hay một thuyết âm mưu nào đó không? Thì chúng ta không suy diễn cũng như không quan tâm, vì video này chỉ mang tính chất nghiệm lý và học thuật huyền học, cũng như chỉ là góc nhìn kinh dịch của cá nhân tôi khi luận quẻ. Và có thể đúng, có thể sai, tôi vẫn hy vọng tôi sai, vì tôi mong muốn tất cả người dân trên thế giới đều bình an. Vâng, và để xác định thời điểm xảy ra sự việc, như chúng ta đã thấy thì hào thế tại quan quỷ chính là bệnh tật. Trong kinh dịch thì quan quỷ vừa là công việc vừa là bệnh tật. Tôi gieo quẻ này vu vơ và bất ngờ thôi, nhưng thực sự trong quá trình luận thì tôi cũng thấy rất đáng sợ và hết hồn đấy. Thế nằm ở hợi thủy, ứng thì nằm ở tử tôn tuất thổ. Như vậy loại virus corona này nếu theo quẻ dịch thì có thể đã phát tán từ 3 tháng trước rồi, tức là tháng Tuất, tháng 9 âm lịch, và đến khoảng tháng đầu tháng 10 âm lịch, tức tháng Hợi, thì bắt đầu lây lan và bùng phát theo như cách luận quẻ. Còn thực tế thì mãi tới tháng giữa tháng 12 thì truyền thông mới công bố đại dịch này. Về hướng lây lan và tốc độ lây lan của bệnh, vâng, tất nhiên khi càn kim bị ly hỏa ức chế thì ắt kim sẽ sinh thủy. Cũng dễ thấy là hào thế lâm quan quỷ nằm ở đất hợi thủy ạ. Cho nên những tỉnh hay thành phố vượng thủy ven sông giáp biển là những nơi dễ bị lây lan nhiều nhất. Dễ nhận thấy những thành phố ven biển như báo Thanh Niên cũng đưa tin, thì Trung Quốc phong tỏa thành phố thứ hai sau Vũ Hán giữa dịch viêm phổi. Và theo quyết định phong tỏa thì thành phố Sán Đầu tại tỉnh Quảng Đông sẽ cấm xe cộ tàu thuyền từ các nơi khác đến. Theo AFP thì giới chức thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vừa thông báo sẽ cấm xe cộ và tàu thuyền đến thành phố này từ ngày 27 tháng 1 nhằm ngăn chặn virus corona mới. Những người đến bằng tàu điện thì sẽ được kiểm tra và khuyến khích quay lại, theo giới chức của thành phố ven biển với 5,6 triệu dân này nằm cách Vũ Hán khoảng 1.100 km đường bộ, thì Quảng Đông là một tỉnh giáp biển và rất vượng thủy. Và ở tầm quốc gia thì những quốc gia như Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Triều Tiên, Ấn Độ hoặc xa hơn là Australia cũng dễ bị lây nhiễm thôi, vì những quốc gia này chung quanh đều là biển. Và cho tới hôm nay thì truyền thông của Việt Nam cũng mới công bố là đã có 3 người dương tính với virus corona và Việt Nam cũng giáp biển ạ. Và ngoài ra thì Hồng Kông là một trong hai đặc khu hành chính của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cùng với Macau. Hồng Kông thì nằm ở cửa sông Châu Giang phía đông của kênh Linh Đinh Dương. Phía bắc thì giáp với sông Thâm Quyến, với thành phố Thâm Quyến của tỉnh Quảng Đông ở miền nam của Trung Quốc, cho nên cũng dễ bị nhiễm virus. Vâng, ngoài Trung Quốc ra thì tất cả những nước có khí hậu lạnh ở phía bắc bán cầu thường có tính hàn, cũng như là phương bắc thuộc thủy, là suy luận logic hướng lây lan của virus theo ngũ hành. Và đặc biệt phương bắc bán cầu thì sẽ chịu nạn dịch nặng nề nhất. Phương bắc thì bao gồm châu Âu, châu Bắc Mỹ và Caribe, một phần nhỏ của phía Nam Mỹ và phía bắc sông Amazon, và khoảng 2/3 diện tích châu Phi ở phía bắc sông Congo. Chúng ta nhắc đến đặc tính của virus corona cũng như là cách phòng chống. Thứ nhất, đặc tính về ngũ hành thì theo kinh dịch viêm phổi mà virus mang lại mang ngũ hành kim, cho nên có tính hàn, sẽ phát tán thuận lợi nếu gặp thời tiết lạnh và khó lây lan hơn đối với những quốc gia hay những vùng khí hậu nóng. Chúng ta suy ra các nước nóng gần đường xích đạo thì ít bị nhiễm hoặc chỉ bị ít, và dịch mau chóng bị kiểm soát cũng như là bị dập tắt hơn. Trên cơ thể thì kim bao gồm phổi, đầu, lưỡi và họng,
Cho nên triệu chứng của virus corona khi nhiễm bệnh thì ngoài viêm phổi ra, bệnh nhân sẽ bị đau đầu, choáng váng và sốt cao, viêm họng và ho, và đặc biệt là có thể xuất hiện viêm giác lưỡi, vị giác của bạn thay đổi. Triệu chứng này thì tôi chưa thấy tổ chức y tế hay bác sĩ nào nhắc đến, nhưng theo đặc điểm của ngũ hành kim trong kinh dịch thì tôi tự suy ra. Mong các bạn có thêm thông tin về triệu chứng của con virus này để tham khảo, tránh nhầm lẫn với những nguyên nhân gây sốt hay bệnh dịch khác. Và về cách phòng chống thì vì tôi đang lý luận trên nền tảng giả thuyết của kinh dịch, cho nên cách phòng chống cũng sẽ dùng phương pháp phong thủy ngũ hành. Ví dụ như để hạn chế và ngăn chặn virus gây bệnh mang ngũ hành kim thì ta cần ăn uống những thức ăn, đồ ăn cũng như thức uống có ngũ hành hỏa hoặc thủy như sau. Chúng ta nhớ ăn một chút tỏi mỗi ngày, uống trà gừng hay trà quế hoặc tất cả những đồ ăn có tính chất cay nóng. Và nếu như bạn uống một chút rượu vang đỏ vào mỗi tối, một ly rượu vang đỏ thôi, giúp chúng ta dễ ngủ, vừa đẹp da lại vừa bổ sung hỏa rất tốt. Và uống nhiều nước một chút mỗi ngày cũng là cách dùng thủy để tiết chế kim. Vâng, và còn rất nhiều phương pháp khác nữa. Tôi sẽ nói chi tiết hơn ở những bài khác. Ở video này thì tôi chỉ nói sơ qua về cách ăn uống thôi. Về tình trạng hiện tại của đại dịch, hiện tôi lên quẻ vào ngày 31 tháng 1 năm 2020, khi cả hào thế và hào ứng đều chạm vào không vong, suy ra mọi thứ đang hỗn loạn và chưa có hướng giải quyết, cũng như chưa thể có biện pháp gì cụ thể trong thời gian tương lai gần. Cả thế cũng lâm vào không vong, cho nên suy ra chúng ta chưa thực sự hiểu cặn kẽ về con virus này. Không vong là trạng thái rất mơ hồ, và phải hiểu rõ về nó thì mới có phương pháp giải quyết triệt để được. Con virus này rất nguy hiểm, không giống như đại dịch SARS mười mấy năm về trước. Ban đầu thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng đưa ra nhận định virus corona thì không nguy hiểm như SARS. Nhưng chỉ vài ngày sau đó, tức là cho tới thời điểm hiện tại, ngày 31 tháng 1, thì WHO đã thông báo viêm phổi từ virus corona là tình trạng khẩn cấp toàn cầu đáng báo động. Vâng, các bạn nghĩ sao về thời điểm bùng phát mạnh nhất của đại dịch ạ? Chào mừng các bạn đến với Thế giới giả lập, với những giả thuyết của tôi về kinh dịch hay qua góc nhìn và cách luận quẻ dịch. Thực tế thì chúng ta đang lầm tưởng thời điểm hiện tại đang là thời điểm bùng phát mạnh nhất của virus corona. Nhưng quẻ dịch tôi lên thì lại cho thấy không phải vậy. Chúng ta chú ý đến hào ứng là hào tử tôn lâm vào không vong tại tuất thổ, như vậy cho thấy cách luận quẻ kinh dịch thì thời điểm bùng phát mạnh nhất phải là tháng thìn, tức là tháng 3 âm lịch. Quy ra lịch dương thì tức là khoảng ngày 24 tháng 3 đến ngày 24 tháng 4 dương lịch mới là thời điểm bùng phát mạnh nhất. Bởi tháng thìn xung tuất sẽ xuất không vong, và như vậy tại thời điểm đó số người bị lây nhiễm là vô cùng lớn. Tôi xin phép không dám nói ra bất cứ một con số khủng khiếp nào cả, bởi có thể nó lớn hơn rất rất nhiều lần những con số mà các bạn nghĩ. Và vì đây chỉ là bài thực hành luận quẻ dịch giúp các bạn tiếp cận kinh dịch một cách nhanh chóng cũng như dễ hiểu theo chia sẻ cá nhân của tôi. Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm đến video của tôi. Ở phần 2, tức là phần tiếp theo sau, thì tôi sẽ tiếp tục phân tích ở quẻ dịch số 13 này và còn rất nhiều điều bí ẩn liên quan tới con số 13 này nữa. Lấy ví dụ là sự kiện virus corona với những giả thuyết như sau. Dự đoán có bao nhiêu người nhiễm bệnh tại thời điểm bùng phát và có bao nhiêu người sẽ chết vì con virus corona này theo quẻ dịch, và bao giờ thì tìm ra vaccine cũng như bao giờ thì đại dịch này chấm dứt. Và còn một điều nữa, đó là liệu theo quẻ dịch này thì có xuất hiện thêm một chủng virus mới ngoài corona, đó là corona X2 chẳng hạn nào không? Cảm ơn các bạn đã đam mê huyền học nói chung và kinh dịch nói riêng. Các bạn đừng quên click đăng ký kênh cũng như like và share, bấm chuông để nhận thông báo sớm nhất về những bài học tiếp theo của mình. Xin cảm ơn.